Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Cộng tác. Giờ kinh truyền tin ngày 8 tháng 7 năm 2007. Đức Benedicto 16 nhắn nhủ: tất cả chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội, phải coi mình là sứ giả được sai đi nhân danh Đức Kitô để loan báo và làm chứng tin mừng cho anh chị em đương thời. Cả cuộc đời tại thế của Đức Giêsu là một hành trình truyền giảng nước Thiên Chúa. Trong cuộc hành trình đó, người đã mời gọi nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội cộng tác với người. Thật thế, đoàn người theo Đức Giêsu có cả giới trí thức lẫn người bình dân, người giàu có cũng như bần cùng khốn khổ, đặc biệt là phụ nữ, đại diện cho tầng lớp những người không có tiếng nói trong xã hội. Vì vậy, hôm nay không còn lý do gì để có thể nói việc truyền giáo không dành cho tôi hay đó là công việc của giới tu hành. Không, đó là bổn phận của mỗi Kitô hữu nhằm mở mang nước Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con ý thức vai trò của mình trong việc giới thiệu Chúa cho tha nhân, để con không còn thờ ơ, vô tâm, nhưng nhiệt thành, dấn thân không ngừng.